Chúng ta hãy cầu nguyện cho các bậc làm cha mẹ và mọi phần tử trong gia đình để họ biết dùng gương sáng làm chứng nhân cho lời Chúa và tình yêu của Ngài giữa cuộc sống gia đình. Chúng ta cầu xin Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa.